Xin chào mọi người đến với trường tiểu học Nguyễn Văn Nở. Trường tiểu học Nguyễn Văn Nở chúng tôi được thành lập vào ngày 23 tháng 4 năm 2015. Trường được xây dựng mới tại số 12 đường 10 khu phố 3 phường Linh Xuân thành phố Thủ Đức. Được xây dựng một trệt, hai lầu, sân chơi và các mảng xanh. Trường gồm có 39 phòng học được trang bị đầy đủ đồ dùng, trang thiết bị. Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của địa phương, sự chỉ đạo sát sao của phòng giáo dục cùng với sự quan tâm kết hợp chặt chẽ của ban đại diện hội cha mẹ học sinh. Trong những năm qua, trường đã đạt những thành tích nhất định, từng bước khẳng định được uy tín, chất lượng trong chăm sóc và bảo vệ trẻ. Đợt dịch Covid-19 bùng phát tại thành phố Hồ Chí Minh là một trong những nơi bị ảnh hưởng nhiều. Trong tình hình mới hiện nay, lãnh đạo và nhân dân đang cố gắng khắc phục những hậu quả của dịch Covid-19 gây ra. Để quay lại cuộc sống bình thường mới sau dịch, trường tiểu học Nguyễn Văn Nở chúng tôi có một số hoạt động chuẩn bị cho trẻ trở lại trường an toàn, thân thiện và hạnh phúc. Trong tình hình dịch bệnh Covid vẫn còn diễn biến phức tạp trên địa bàn, ban giám hiệu nhà trường cùng các đoàn thể, phòng giáo dục và ban đại diện cha mẹ học sinh đã trao đến các em có hoàn cảnh khó khăn, còn thiếu trang thiết bị học tập trực tuyến mùa dịch như iPad, sim, sách giáo khoa để các em có thể tham gia các lớp học trực tuyến tại nhà. Không những thế, chi đoàn trường tiểu học Nguyễn Văn Nở còn tham gia thực hiện các công tác khử khuẩn, hướng dẫn phụ huynh khoảng cách an toàn khi đến trường, hướng dẫn học sinh rửa tay khi vào trường và vệ sinh trường lớp sạch sẽ, sắp xếp đồ dùng, trang trí lớp học để sẵn sàng đón trẻ trở lại trường. Là một trường tiểu học cần đảm bảo tiêu chí xanh, sạch, đẹp, nên trường tiểu học Nguyễn Văn Nở chúng tôi luôn chú ý chăm sóc, tạo những mảng xanh nhằm giúp cho trẻ được hòa mình với thiên nhiên xanh mát. Đây là những hình ảnh các bạn đoàn viên đang chăm sóc cải tạo lại vườn rau xanh, vườn cây của trường sau thời gian dài nghỉ dịch. Chúng ta đã được trở lại với cuộc sống bình thường mới. Cô trò trường tiểu học Nguyễn Văn Nở sắp được gặp nhau rồi. Nhưng chúng ta luôn nhớ đến thông điệp 5K nhé. Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K để bảo vệ bản thân và cộng đồng. 1. Chịu khó đừng đi chơi. 2. Khẩu trang để trắng rời. 3. Tạm xa nhau 2m. 4. Thành thật khai báo nha. 5. Quan trọng là nhớ trong lòng. Rửa tay sạch mọi lúc. Cùng thông điệp 5K. Okay. Nhắc lại nè. 1. Chịu khó đừng đi chơi. 2. Khẩu trang để trắng rời. 3. Tạm xa nhau 2m. 4. Thành thật khai báo nha. 5. Quan trọng là nhớ trong lòng. Rửa tay sạch mọi lúc. Cùng thông điệp 5K. 5K nhớ nha. Cả các công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng để đón trẻ trở lại trường học tập, sinh hoạt và vui chơi. Trường tiểu học Nguyễn Văn Nở luôn là môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn để mỗi ngày đến trường của trẻ là một niềm vui. Video tham gia cuộc thi Hạnh phúc ngày trở lại trường của trường tiểu học Nguyễn Văn Nở đã kết thúc. Xin kính chúc sức khỏe đến ban giám khảo và xin chúc cuộc thi thành công, tốt đẹp.